Tiểu Vi tặng bố mẹ nhà phố 120m² ở Hội An. Hoa hậu Tiểu Vi vừa tặng bố mẹ nhà mới ở thành phố Hội An, mua bằng tiền cô dành dụng sau 5 năm vào showbiz. Hôm 26 tháng 9, Tiểu Vi quay quần người thân trong nhà mới khang trang gồm một trệt, một lầu, mặt tiền thoáng đãng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp ăn. Lầu 2 là phòng ngủ của các thành viên, ban công trồng nhiều cây xanh. Cơ ngơi mới của gia đình Tiểu Vi được khen tiện nghi, hiện đại. Hạnh phúc là từ chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Bước sang tuổi 23 cũng là cột mốc 5 năm tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tôi thấy tự hào vì mình đã có thể tặng ba mẹ một món quà giá trị về vật chất lẫn tinh thần. Được thấy ba mẹ và em trai vui, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ nay, tôi mong ba mẹ sẽ yên tâm, an lòng hơn về con gái, cô nói với Ngôi Sao, sáng ngày 27 tháng 9. Người đẹp không tiết lộ giá trị căn nhà. Cô cho biết từng nhiều lần mời bố mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh, nơi cô sống và làm việc, để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, cả hai từ chối vì thích không khí bình yên ở Hội An. Việc bố mẹ ở nhà thuê nhiều năm qua khiến Tiểu Vi canh cánh trong lòng. Do đó, cô nỗ lực làm việc, lên kế hoạch mua và tu sửa nhà để cảm ơn công dưỡng dục, sinh thành của bố mẹ. Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam dự tiệc tân gia nhà Tiểu Vi. Bà Dung cho biết mỹ nhân 23 tuổi không ngại khổ, đón nhận mọi cơ hội công việc 5 năm qua. Tôi tự hào vì Vi không chỉ xinh đẹp, chăm chỉ mà còn là người con hiếu thảo. Thời điểm mẹ bệnh, Vi túc trực ở viện. Có những ngày cô ấy vừa đi làm, vừa vào viện chăm mẹ, bay đi bay về liên tục, bà Dung nói. Trần Tiểu Vi sinh năm 2000, quê Quảng Nam. 2 tháng sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô thi Miss World vào top 30. Những năm qua, Tiểu Vi lấn sân nhiều công việc ngoài thời trang để tránh bị nhận xét một màu. Cô thử sức ở sân khấu hài Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2022, tham gia diễn kịch Táo Xuân 2023 cùng các nghệ sĩ gạo cội như Hữu Châu, Việt Hương, Minh Nhí. Người đẹp bén duyên phim điện ảnh qua dự án Đảo Độc Đắc, web drama Chủ tịch Giao Hàng đóng cùng Trường Giang. Hồi tháng 10 năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm, cô được vinh danh Mỹ Nhân của năm tại Giải thưởng Ngôi Sao của năm do báo Ngôi Sao tổ chức. Gần đây, Tiểu Vi vướng tin hẹn hò tài tử Thái Lan Nicki Nachak nhưng phủ nhận. Cô cho biết mình đang độc thân. Người đẹp cho biết khi gặp được người phù hợp và cảm thấy mối quan hệ chắc chắn, cô sẽ không ngại công khai bạn trai. Mỹ Nhân quê Quảng Nam cho biết cô làm ra tiền, có kinh tế nên không đặt nặng vấn đề này khi yêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.